với y học hiện đại, ví dụ như là phù do đúng huyết, hoặc là trong trường hợp mà các cái trường hợp phụ nữ mà bế kinh thì cũng do tông khí, do khí trời và chất tinh vi của đồ ăn thì bị tạo thành, do không đồng đều, không đồng nhất với nhau và tạo nên ứ huyết. Thứ ba là dinh khí, nguồn gốc của dinh khí là do chất tinh vi của đồ ăn thức uống cộng với quá trình vận hóa của thủy cốc do tỳ đảm nhiệm, tạo thành một bộ phận huyết dịch, theo huyết dịch đó đi vào toàn thân. Chức năng của dinh